1958, cuộc xâm lược của Pháp tại Việt Nam khởi đầu bằng cuộc tấn công vào Đà Nẵng. Sau khi thành lập Liên bang Đông Dương, Pháp tách Đà Nẵng khỏi Quảng Nam với tính cách là một dựng địa và đổi tên thành Tô Răng. Đơn vị hành chính này chịu sự cai quản trực tiếp của toàn quyền Đông Dương. Đà là sông, Nẵng là lớn. Như vậy, Đà Nẵng có nghĩa là sông lớn. Tên gọi Đà Nẵng được đọc giải ra từ chữ Đà Nẵng hay Đà Nẵng theo ngôn ngữ của người Chăm Pa hay người Chiêm Thành xưa. Bên cạnh đó, người Hoa di cư sang sinh sống tại Đà Nẵng vào thế kỷ thứ 17. Họ gọi vùng đất này là Hành Cảng hay Hàng Cảng và từ đó rút gọn thành Hàng, cho nên mới có tên gọi là con sông Hàng. Còn ai nơi đó. Ngoài ra, Đà Nẵng còn có tên là Tô Răng, là danh xưng chính thức được Pháp đặt cho Đà Nẵng vào khoảng năm 1860 cho đến năm 1888, kể từ khi Pháp xâm chiếm Đà Nẵng cho đến khi hết thời Pháp thuộc vào năm 1945. Và danh xưng Tô Răng chỉ thông dụng đối với người Pháp lúc bấy giờ. Đà Nẵng không chỉ được biết đến như một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện và đáng sống, mà Đà Nẵng còn có con sông Hàn thơ mộng chạy trong lòng thành phố và cả những chiếc cầu độc đáo bắc qua con sông này. Tiêu biểu nhất phải kể đến là cây cầu sông Hàn. Đến nay vẫn là cây cầu quay duy nhất tại Việt Nam, đem lại sự tò mò cho người dân và du khách khi đến Đà Nẵng. Cách đó không xa là cầu rồng, với thiết kế đặc biệt như một con rồng uốn lượn giữa sông Hàn, có thể phun nước và phun lửa, chắc chắn đem lại sự phấn khích cho du khách. Trong trái tim tình tôi vẫn đó, nơi phương xa tôi vẫn Đà Nẵng kéo dài gần 60 km, với nhiều hải cảnh liên hoàn đẹp tuyệt vời, kéo dài từ chân đèo Hải Vân đến non nước, được du khách thập phương biết đến là một trong những điểm nghỉ ngơi thư giãn, tắm biển lý tưởng nhất khu vực châu Á, được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là biển đẹp nhất trong 6-7 biển lý lộ nhất hành tinh. Bắt đầu được tổ chức từ năm 2008 cho đến hiện nay, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã và đang trở thành một trong những sự kiện pháo hoa đặc sắc không chỉ của thành phố Đà Nẵng mà còn của Việt Nam, thu hút được sự quan tâm đông đảo của nhân dân cả nước và du khách nước ngoài, được tổ chức tại Đà Nẵng hàng năm. Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến ẩm thực Đà Nẵng. Có thể nói ẩm thực Đà Nẵng không cầu kỳ tinh tế như Hà Nội, không đa dạng phong phú như Sài Gòn, nhưng nó mang lại cho mình những nét riêng của ẩm thực miền Trung. Những hoang đặc trưng của dải đất miền Trung, nắng gió đều có mặt tại Đà Nẵng, từ bún cá, bún mắm, nem, ché Bình Định, đủ bầu đá Phú Yên, mì Quảng, cao lầu, cơm gà Hội An, cho đến những món bánh cầu kỳ của xứ Huế. Tôi vẫn đó, nơi phương xa tôi vẫn mơ về. Đà Nẵng với vị trí trung tâm của miền Trung đã trở thành cầu nối các di sản văn hóa thế giới thành một thể. Chỉ cách Đà Nẵng 30 km, phố cổ Hội An sẵn sàng đón tiếp du khách từ khắp mọi nơi, và cũng chỉ cần khoảng cách bấy nhiêu đó để di chuyển từ Hội An đến thành phố Nghi Sơn chậm mặt và huyền bí. Đó là chưa kể đến Bà Nà Hills, nơi không thể bỏ qua khi du lịch đến với Đà Nẵng.